Hiện gia đình anh có 7 con heo nái, trong chuồng duy trì từ 30 đến 40 con heo thịt. Anh Khởi luôn chú trọng khâu vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, tiêm vaccine phòng trừ dịch bệnh theo định kỳ, rắc vôi bột để tiêu độc khử trùng, thường xuyên theo dõi đàn heo để kịp thời xử lý nếu heo mắc bệnh. Còn đàn dê đã phát triển lên 30 con dê mẹ và dê thương phẩm. Thị trường tiêu thụ dê hiện rất ổn định. Người chăn nuôi còn tận dụng được nguồn phân từ vật nuôi để bón cho cây trồng và bán với giá 80.000 đồng một bao. Đồng thời, người nông dân này còn nuôi thỏ thịt vì nhận thấy mô hình chăn nuôi này ít vốn, giá trị kinh tế cao. Thời gian phát triển của thỏ rất nhanh. Sau khi nuôi khoảng 1,5 đến 2 tháng là thỏ sinh sản. Thức ăn chủ yếu là phụ phẩm nông nghiệp. Với giá bán từ 70 đến 80.000 đồng một ký thỏ thịt, 50.000 đồng một ký thỏ con. Đàn thỏ gồm hơn 60 con thỏ mẹ, thỏ con đã mang lại thu nhập khá cho gia đình anh. Hiện nay, mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình anh Khởi đang cho thu nhập ổn định gần 200 triệu đồng mỗi năm.